Chuyến bay giải cứu 283 người đầu tiên từ Ukraine hạ cánh Nội Bài trưa mùng 8 tháng 3. 283 công dân được sơ tán từ Ukraine sẽ khởi hành ở Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa ngày mùng 8 tháng 3. Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán công dân. Ngày mùng 7 tháng 3, chuyến bay số hiệu VN88 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest, Romania, hạ cánh tại sân bay Nội Bài trưa ngày mùng 8 tháng 3. Ngày mùng 9 tháng 3, chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw, Ba Lan, hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng ngày 10 tháng 3. Người Việt về nước trên các chuyến bay trên sẽ được xét nghiệm COVID-19 sau khi hạ cánh tại Việt Nam và được các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người Việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại Ukraine, đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng. Những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận đã phối hợp với nhà chức trách địa phương. Các hội đoàn người Việt ở sở tại tích cực hỗ trợ bà con sơ tán, trực tiếp đón, thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, vật dụng thiết yếu cho bà con. Theo thông tin từ các cơ quan đại diện, tính đến 19 giờ ngày mùng 5 tháng 3, hơn 2.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự ở Ukraine và được bố trí sang các nước lân cận, trong đó hơn 1.000 người đã tới Ba Lan, 370 người đã tới Romania, 200 người đang được đưa từ Moldova sang Romania, Đại sứ quán Hungary đã đón khoảng 190 người, hơn 40 người đã tới Slovakia. Tổ công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hộ công dân, nhu cầu sơ tán về nước của bà con người Việt thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán khỏi khu vực chiến sự, về nước, người Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận có thể liên hệ, đăng ký thông tin với Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.